Dạ em chào mọi người. Xe tới bốc bồn đi. Bốc bồn đi ra cho khách nha mọi người. Tận Gò Công Tiền Giang luôn. Đây là cái bồn nhựa ba khối đứng của Đại Thành, bồn thế hệ mới đấy mọi người. Bồn này còn nguyên, chưa hề hàn sửa mọi người ha. Khách này lấy 3 cái, do vậy mà có 2 cái bồn của Đại Thành này, bồn thế hệ mới Đại Thành, và giao 1 cái bồn 3.000 lít hiệu của Bình Minh. Bồn 3.000 lít thì đường kính nó khoảng 1m4 mọi người, cao 1m7 mấy. Sao không lấy cái ngoài này cho dễ. Đây kiểu của Bình Minh này, đường kính cao hơn bồn nhựa Đại Thành một xíu. Xe này tính đi 4 cái mà không hết, xe vậy đi 3 cái đi. 4 cái là của 2 khách nha mọi người. Một khách này thì ở Gò Công Tiền Giang, một khách nữa thì ở Long An. Em còn một khách nữa ở Tây Ninh nữa cơ. Nhưng mà xe nhỏ quá không đi hết, chắc đợi chuyến sau. Em chào mọi người nha. Ai mình cần sử dụng bồn nước thì vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại 0939 636 360. Số này có Zalo để mình coi hình ảnh trực tiếp ha. Mọi người mình cần bồn mình cứ đặt hàng, bên em sẽ giao hàng cho mọi người. Rồi em chào mọi người nha.